thì cô đã sửa rồi, các bạn coi đáp án. Trước cô có gửi file cho bạn nơ một số bạn á, thì các bạn đi tiếp cho cô nha. Rồi tiến hóa, tiến hóa sinh học các bạn, đề quá trình phát sinh sự sống à, bài 32 là quá trình phát sinh sự sống à. Quá trình phát sinh sự sống được trải qua 3 giai đoạn tiến hóa: hóa học, sinh học, tiền sinh học và sinh học ha. Các bạn nhớ đi từ hóa học nè. Tiến hóa học là một quá trình biến đổi các chất hợp chất vô cơ đơn giản thành các chất hữu cơ phức tạp. Từ chờ đó là giai đoạn tiến hóa học. Được chưa? Được ha. Rồi. Vậy tiến hóa, hóa học là vậy, tạo nên các hữu cơ phức tạp, đó chính là ví dụ như phân tử protein nè, axit béo nè, các cái axit nucleic là ADN, ARN đó. Còn tiền sinh học là gì? Tiền sinh học là từ các hợp chất hữu cơ phức tạp được hình thành nè, sau tạo ra dạng sống đầu tiên nè. Dạng sống đầu tiên chính là các cái tế bào sơ khai. Đó là tiến hóa tiền sinh học nha, tiền sinh học. Vậy kết quả của tiến hóa tiền sinh học tạo ra dạng sống đầu tiên. Dạng sống đầu tiên chính là các cái tế bào, tế bào sơ khai thôi các bạn. Đầu tiên được chưa? Sorry cô viết nó hơi chạy, được chưa? Đấy, sau tiền sinh học thì đến tiến hóa sinh học. Sinh học và tạo nên cái thế giới sống ngày hôm nay từ dạng sống đầu tiên ha. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, luôn luôn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên nha các bạn. Đấy ha. Vậy tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành đến các tế bào sơ khai đó. Sau khi các bạn nắm được cái sơ đồ này, dạng sống đầu tiên chính là các cái tế bào sơ khai. Được chưa? Tế bào sơ khai. Ok ha. Ghi lên cái bài, còn không chút cô lưu lên. Mà cô lưu thì các bạn ghi như vậy, các bạn thấy không nha. Giai đoạn đầu tiên câu 62 tạo ra tế bào sơ khai. Giai đoạn nào tạo ra tế bào sơ khai? Tạo ra tế bào sơ khai chính là tiền sinh học nha. Nè. Nhớ cho cô cái sơ đồ mà cô làm thì các bạn sẽ tìm được đáp án. Phân hóa và phát triển sinh vật trên trái đất xảy ra giai đoạn nào? Phát triển sự sống nè, phát triển sinh vật hay gọi là phát triển sự sống trên trái đất đó là sinh học nè. Quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên đất gồm những giai đoạn nào? Đó là theo thứ tự 1 hóa học, 2 tiền sinh học và 3 là sorry cô bị đánh sai rồi đó. Sai vị trí rồi đó. Tiền sinh học hóa học, tiền sinh học hả? Ủa gì vậy? Tiến hóa sinh học, vậy đi từ hóa học nè, tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Hóa học là 1, tiền sinh học là 2, sinh học là 3. 1 2 1 3. Những sự kiện nào dưới đây xảy ra trong quá trình tiến hóa tiền sinh học? Tiền sinh học là quá trình hình thành tế bào sơ khai, chính vậy sẽ đi từ các hợp chất hữu cơ phức tạp. Đó là sự hình thành tương tác của hệ các chất hữu cơ phức tạp, hình thành màng bao bọc, bao bọc sự tương tác của ba hợp chất hữu cơ phức tạp. Được chưa? Hữu cơ phức tạp này cũng có rồi. Hữu cơ phức tạp đó chính là lipid nè, protein và axit nu, chứ không phải ADN, ARN. Sai ha. Màng bao bọc nè, sau hình thành tế bào sơ khai.
phòng hát rồi, phòng hát. Tiếp nha. Ai, sự kiện nào đây diễn ra trong quá trình tiến hóa tiền sinh học vào. Tiền sinh học là hình thành các giọt coa sẹp va ha, các giọt coa sẹp va có cái màng bao bọc thành tế bào sơ khai, tụ nước chứa enzyme ha, không cần đi theo thứ tự nha các bạn. Rồi các khả năng sao chép ha, à, nó chỉ sự kiện diễn ra thôi, người ta không yêu cầu thứ tự cho nên các bạn tìm sự kiện thôi nha. Nãy giờ cô tưởng nó là nó xếp thứ tự nên cô đi tìm thứ tự, nhưng không, đáp án ở đây là sự kiện diễn ra thôi. Cái nào xảy ra ở tiền sinh học thì các bạn chọn, ví dụ hình thành cái màng bao bọc cái các hợp chất hữu cơ phức tạp như là axit nu nè, protein nè và các cái lipid bọc bên ngoài ha, rồi sau đó hình thành tế bào sơ khai, rồi tạo thành các cái giọt chứa enzyme xúc tác, rồi hình thành các cái cơ chế sao chép để sao chép tạo thành những cái giọt, những cái đặc điểm giống y chang như nó ha, đó là biểu hiện của giai đoạn tiến hóa tiền sinh học đó. Rồi Mille và UAJ. Mille đã làm một cái thí nghiệm để chứng minh được cái điều kiện sống của trái đất từ lúc mới hình thành. Vậy thì từ đó mới hình thành, trái đất có những cái sự kiện gì, có những cái hợp chất vô cơ nào đây các bạn. À, rồi đó là hydro nè, nước nè, metan nè, nitơ ha. Từ các hợp chất hữu cơ vô cơ này nó sẽ hình thành nên các hợp chất hữu cơ. Đó là giai đoạn tiến hóa hóa học, nghĩa là Mille là một cái thí nghiệm để chứng minh giai đoạn tiến hóa học đó các bạn. Trong cái điều kiện khí hậu nguyên thủy lúc trái đất mới hình thành ha, thì cái thí nghiệm này ông làm trong cái phòng thí nghiệm. Ông sử dụng các cái tia lửa điện tương ứng với hiện tượng sấm chớp và các cái hiện tượng tự nhiên khác vào cái thời điểm trái đất mới hình thành ha, thì hỗn hợp các hợp chất vô cơ gồm có 4 chất như thế này, lưu ý nha. Sự hình thành các giọt lớp màng lipoprotein, đây là lớp màng bao bọc bên ngoài của cái giọt coa sẹp va các bạn, để phân biệt các giọt coa sẹp va với môi trường xung quanh qua màng coa sẹp va để trao đổi với môi trường, và sau này cái màng này đó phát triển thành cái màng sinh chất đó các bạn ha. Sau này nó phát triển thành tế bào thì cái màng bao bọc coa sẹp va chính là cái màng sinh chất nha. Thì hình thành màng lipoprotein để bọc các cái coa sẹp va lại để nó có thể tương tác với môi trường ha, và chính vì vậy cho nên coa sẹp va có biểu hiện của sự sống đó. Câu 68, sự sống xuất hiện và phát triển đầu tiên trong môi trường nước là vì lớp nước dày bảo vệ sinh vật chống lại các cái tia tử ngoại nha. Đây, và cái này là nắm thông tin thôi. Sự tương tác giữa các loại phân tử nào dẫn đến hình thành các dạng sinh vật sống phức tạp, đó chính là protein và acid nucleic. Đây chính là những cái cấu trúc sau này phát triển thành nhân tế bào các bạn. Quá trình phát sinh sự phát triển của sự sống trên đất, phát triển nào đây đúng, phát triển nào đúng ha. Tiến hóa sinh học đã có sự hình thành các loại phân tử hữu cơ đúng không các bạn? Tiến hóa học. Nãy cô nói là ha, từ các hợp chất vô cơ thành các hợp chất hữu cơ. À, từ các hợp chất hữu cơ đơn giản và đó chính là tiến hóa học. Rồi, mấy câu này thì đi tiếp nè. Cái bài này thì đơn giản ha. Bò sát khổng lồ phát triển mạnh. Bò sát các bạn nhớ, đại diện của bò sát đó là khủng long. Mà các bạn coi cái bộ phim Công viên kỷ Jura rồi thì các bạn thấy là bò sát ha, và nhớ đến khủng long là một đại diện của bò sát, đó chính là kỷ Jura. Kỷ Jura bò sát phát triển rất là mạnh ha. Rồi, những biến cố lớn về địa chất, khí hậu, hóa thạch điển hình người ta chia sự sống thành năm đại: thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh. Cái này thuộc bài chứ sao giờ. Cây có hoa các bạn ơi, cây có hoa là một cái đại mà ở đó rất gần với sự phát sinh của con người, thì đó là đại trung sinh. Khoan, cây cáo hoa và nhóm linh trưởng, trời ơi, nhóm linh trưởng là tông sinh.
Còn nếu mà cây có hoa mà kèm với động vật là các loài thuộc lớp thú phát triển mạnh thì đó là đại trung sinh nha. Nhưng cây có hoa mà linh trưởng các loài trong nhóm linh trưởng, trong bộ linh trưởng thì đó là đại tân sinh. Sau đó thì ở đại tân sinh này chúng ta sẽ xuất hiện loài người ở kỷ thứ tư. Linh trưởng là xuất hiện ở kỷ thứ ba. Ở đại tân sinh. Còn người thì xuất hiện ở kỷ thứ tư ở đại tân sinh. Nhớ tới linh trưởng là phải là tân sinh các bạn. Rồi đi tiếp nha. Hóa thạch là cái này thuộc bài các bạn. Di tích các sinh vật sống trong các lớp đất đá để lại trong các lớp đất đá ha. Hóa thạch là xác của sinh vật để lại trong lớp đất đá chứ không phải là sinh vật hóa đá nha. Các bạn giải nghĩa tiếng Việt là thành sinh vật hóa đá đó, không phải xác của nó để lại trong lớp đất đá thì đó gọi là hóa thạch. Chính vì nó để lại trong lớp đất đá cho nên chúng ta dùng hóa thạch để đó là một cái minh chứng trực tiếp để tìm ra cái mối quan hệ họ hàng, đúng không? Chứ nếu nó hóa thành đất đá thì còn đâu mà minh chứng nữa. Được chưa? Cho nên khái niệm này các bạn nhớ nha. Đại tân sinh hà, dễ lắm. Đại tân sinh thì gồm có hai kỷ thôi các bạn, đó là kỷ thứ ba và thứ tư. Đó. Tân sinh là đại có con người á. Đại trung sinh là thời hoàng kim của sinh vật nào? Đại trung sinh là thời hoàng kim của bò sát và hạt trần. Nhớ bò sát thì thực vật đi theo là hạt trần, thú thì đi theo là hạt kín, cứ nhớ vậy ha. Đại trung sinh đây là một cái đại mà sự phát triển bò sát và cây hạt trần rất là mạnh ha, rất là mạnh, đặc biệt ở kỷ Jura. Sau đó thì nó sẽ phân hóa thành chim và từ chim phân hóa thành thú. Trong lịch sử phát triển và là địa chất, người, trời dễ quá, người là đại tân sinh kỷ thứ tư, không có gì để nói, rất là dễ. Thực vật có hoa xuất hiện ở đại nói tới kỷ thì nó hơi chi tiết một chút. Thực vật có hoa thì xuất hiện ở đại trung sinh và kỷ phấn trắng. Đại trung sinh có ba kỷ, tam điệp phấn trắng và carbon, tam điệp phấn trắng, triad. Gì nữa các bạn? Tự nhiên đừng quên ngang hiểu. Tam điệp phóng trắng và ai học bài rồi ta? Jura, đúng rồi. Jura tam điệp phóng trắng các bạn ha. Đấy. Sinh giới thực vật có hoa xuất hiện ở phóng trắng đại trung sinh ha. Phóng trắng là kỷ Creta đó các bạn. Trong lịch sử phát triển sinh giới và là địa chất, đại nào xuất hiện thực vật có hoa này cũng có nói hôm nay, đại trung sinh cụ thể kỷ phóng trắng Creta ha. Nó thật ra cái bài này các bạn nhìn lý thuyết nhiều chứ nếu các bạn gắn với các cái sự kiện và những cái kiến thức và thực tế mà bạn nào xem phim á thì các bạn gắn vô thì cũng tương đối được đó các bạn, không đến nỗi mà nó phức tạp đâu. Trong lịch sử phát triển của sinh giới đã được cho côn trùng là cổ sinh, thái cổ, cổ sinh là đã xuất hiện côn trùng rồi các bạn, côn trùng đã phát sinh ở đại cổ sinh ha, thái cổ, cổ sinh, nguyên sinh, nguyên sinh tới 6 kỷ rồi các bạn. Đây, bài sự phát sinh sự sống trên trái đất thì khoảng 10 câu thôi. Sự phát triển sự sống trên trái đất trải qua 5 đại và mỗi đại có thể chia làm nhiều kỷ khác nhau, thì vào một ngày dài ngắn lịch sử phát triển của các cái đại đó và chia thành nhiều kỷ nha. Rồi, các bạn coi cho cô một số kiến thức ở đây. Rồi bây giờ mình qua bài 34 nói về nguồn gốc của loài người nè. Đây các bạn nhìn này. Nhìn đây là những cái số liệu ở nguồn gốc loài người thì các bạn chứng minh nguồn gốc loài người đối với động vật. Này, trong nguồn gốc loài người đối với động vật thì các bạn chứng minh nguồn gốc loài người đối với các loài trong bộ linh trưởng để xem là chúng ta có phải
xuất thân từ các loài trong bộ linh trưởng hay không, hay là các loài linh trưởng có mối quan hệ như thế nào thông qua các cái minh chứng, ví dụ như minh chứng bằng sinh học phân tử nè, bằng chứng về giải phẫu so sánh nè, bằng chứng và phôi sinh học nè đó. Các bạn dựa vào những cái minh chứng gián tiếp đó để chúng ta đi tìm ra nguồn gốc của loài người nha. Đây, đây là một trong những cái minh chứng để chứng minh con người chúng ta với các loài trong bộ linh trưởng nè, đó là bằng chứng về sinh học phân tử liên quan đến trình tự giải mã, trình tự nucleotide trong phân tử ADN. Nếu mà sự sắp xếp của phân tử ADN nào mà có trình tự nu nó càng giống nhau về trình tự, càng gần nhau thì nó càng có mối quan hệ gần gũi với nhau. Chúng ta đang nói về sự gần gũi của con người chúng ta với các loài trong bộ linh trưởng gồm vượn, gibbon, tinh tinh, khỉ, Campuchia và resus, được không? Với trình tự giải mã các cái nucleotide trên ADN của các loài với con người như sau, 94 nghĩa là độ tương thích đó các bạn. Đó. Thì loài nào tương thích nhất? Đây chính là tinh tinh là 97, đúng không? Tinh tinh là tương thích nhất, vậy tinh tinh liên gần với con người nhất. Ok, hiểu không? Rồi, 82, trong một cái bằng chứng về nguồn gốc của động vật của loài người, đó là phát triển và phôi thai, đúng không? Giai đoạn sớm có lông mao, có phủ ha. Đây chính là bằng chứng và phôi sinh học, cô đã cho các bạn xem rồi đúng không? Bằng chứng về phôi sinh học cho thấy rằng giai đoạn sớm, giai đoạn đầu đó, sự phát triển phôi thai ở người với các loài động vật cực kỳ giống nhau. Các bạn còn nhớ cái hình của cô à? Nhớ ha? Rồi. Đây. Trong lịch sử phát triển loài nào xuất hiện đầu tiên? Con nhớ trong lịch sử phát triển loài người, các loài người xuất hiện tương tự, thứ tự là Homo erectus, sau đó habilis, rồi tới sapiens. Xin lỗi. Đầu tiên là habilis, loài người khéo léo, rồi erectus là loài đứng thẳng, sau đó thì sapiens là người thông minh, đúng không? Habilis, erectus nè. Đây, số 1 là đi này trước, số 2, số 3. Và cái loài này nè các bạn, có xuất hiện giữa trung gian giữa erectus và sapiens, nghĩa là đi từ đây lên đây. Những cái loài này vừa xuất hiện thì loài này nó mạnh, nó xuất hiện và nó sẽ đào thải cái loài này ngay, cho nên loài này nó sẽ bị mất đi trong cái cây tiến hóa của loài người. Người ta sẽ không thấy cái loài này nữa ha, cho nên người ta liệt kê ba loài này thôi. Đang ở giai đoạn nào? Dĩ nhiên là giai đoạn tiến hóa về mặt văn hóa rồi các bạn. Chúng ta hình thành một xã hoặc là người, vậy thì ở đây chúng ta không dừng ở tiến hóa mặt sinh học nữa, mà chúng ta đang phát triển ở mặt tiến hóa và mặt văn hóa ha. Rồi nguyên nhân vì sao con người chúng ta có tiến hóa văn hóa thì các bạn biết rồi, mình có ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói rất là phát triển, nên cơ hội để con người chúng ta gọi là bứt phá trong tiến hóa, hình thành nên một cái sự tiến hóa có văn hóa. Người đứng thẳng thuộc người đứng thẳng là erectus, người khéo léo là habilis, tự nhiên nha, người đứng thẳng là erectus và người thông minh là sapiens. Và chúng ta đây, tổ tiên của chúng ta là loài người sapiens, homo sapiens, loài người thông minh. Đứng thẳng ha, các bạn nhớ highlight cho cô để đi tìm đáp án. Erectus, người hiện đại là sapiens, không còn gì để nói. Quá trình phát sinh loài người chịu sự chi phối của sinh học và nhân tố xã hội ha. Không chỉ nếu các loài khác á, thì chỉ có tác động sinh học thôi, yếu tố xã hội rất là ít ha. Nó chỉ dừng ở mức là bầy đàn, hình thành nên một cái đơn vị sống là bầy đàn thôi, sau đó nó không hình thành nên một xã hội phân cấp như là mình, vì nó không có ngôn ngữ viết giống như mình, và ngôn ngữ nói của nó rất là, sự phát triển ngôn ngữ bằng tiếng nói của nó rất là đơn giản. Động vật cũng có ngôn ngữ nha các bạn. Nhân tố chính chi phối cho quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hóa thạch là, đó là đây, biến dị, giao phối và chọn lọc tự nhiên, luôn tác động của chọn lọc tự nhiên ha. Nếu bạn nào không biết cả cái biến dị và giao phối thì các bạn cứ chọn lọc tự nhiên là có. Bước chuyển sang quan trọng, chuyển từ vượn thành người, đó là chế tạo công cụ lao động và việc phát hiện ra lửa. Đây là một cái bước chuyển giao cực kỳ quan trọng nếu như các bạn làm tìm hiểu kỹ cho cái quá trình lịch sử phát triển loài người ha. Cái này nói nhiều ở trong môn lịch sử hơn. Rồi, điểm khác nhau cơ bản cấu tạo bàn tay của vượn và người hiện đại
đó là cái con cái, con nhớ cái hình không, ngón cái nó tắt và rất là thô, và nó ba người có ngón cái lớn linh hoạt và đối diện với bốn ngón còn lại. Còn các loài trong bộ linh trưởng, đặc biệt là vượn người, thì các bạn sẽ thấy rằng cái ngón cái rất là bé, rồi các ngón nó rất là ngắn. Chính vì vậy độ khéo léo, độ linh hoạt nó không có nhiều. Đây chính là điểm khác biệt. Ok, rồi tiếp tục qua cho cô nội dung bài tiếp theo. Mấy bài này dễ ha, qua sinh thái rồi thì dễ nè. Ổ sinh thái là gì? Các bạn lưu ý cho cô nhắc lại như thế này. Là một không gian, nó là một không gian sinh thái. Nó chứa đựng các cái nhân tố sinh thái. Và các cái nhân tố sinh thái này phải nằm trong cái giới hạn sinh thái, đúng không các bạn? Thì lúc bây giờ đó, cái không gian đó người ta gọi là ổ sinh thái. Đó là nha, ổ sinh thái là một không gian sinh thái. Nó sẽ tồn tại các nhân tố sinh thái, và các nhân tố sinh thái này nó phải nằm trong cái giới hạn sinh thái ha. Thì lúc bây giờ không gian đó được gọi là ổ sinh thái. Rồi, từ cái ổ sinh thái này đưa đến một cái ý nghĩa gì? Vì đó là một không gian sinh thái, cho nên từ cái ổ sinh thái các bạn sẽ biết được cái đặc điểm sinh sống của cái loài đó, nó sống như thế nào. Và chính vì biết đặc điểm cho nên trong tự nhiên chúng ta ứng dụng cái ổ sinh thái vào trong trồng trọt và chăn nuôi. Chúng ta tạo các cái ổ sinh thái khác nhau để chúng ta trồng trọt và chăn nuôi, để tránh các cái trường hợp dẫn đến sự cạnh tranh giữa các loài, đúng không? Ứng dụng cái ổ sinh thái vào đời sống là như vậy. Đây, một không gian sinh thái. Đây, nằm trong giới hạn sinh thái ha. Tiếp tục. Đây. Ở rồi, cá rô phi nhiệt độ từ đây đến đây, trong cái khoảng này thì cá rô phi sinh sống được. Vậy cái khoảng nhiệt độ này gọi là giới hạn sinh thái về nhiệt độ của loài cá rô phi, đó là giới hạn sinh thái. Đối với cá rô phi 20 đến 35 thì nó trong cái khoảng này nè, từ khoảng 56 đến 42 đó các bạn, thì người ta chia thành 5,6 đến 20. Rồi, từ 20 đến 35, từ 35 đến 42, đúng không? Vậy trong cái khoảng này sinh vật nó sống được nhưng nó sinh trưởng phát triển tương đối kém ha. Từ khoảng này tới này nó cũng sống được nhưng nó kém, người ta khoảng đó là khoảng giới hạn là chống chịu, khoảng chống chịu. Nhưng trong từ khoảng này đến khoảng này thì nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ, các bạn thấy là số lượng cá thể cá rô phi tăng lên cực kỳ nhanh, do nó có cái hoạt động trao đổi chất cực kỳ lớn, tạo ra năng lượng rất là nhiều, cho nên cá rô phi phát triển rất là tốt. Và khoảng này người ta gọi là khoảng cực thuận, hay gọi là khoảng thuận lợi. Nà, khoảng nhiệt độ này cá rô phi phát triển rất là mạnh mẽ, người ta gọi cái khoảng nhiệt độ này là khoảng thuận lợi. Rồi các cái khoảng này nó sống được đó, nhưng mà nó kém lắm, cho nên người ta gọi là khoảng chống chịu. Ok ha. Rồi, khi học thì các bạn chịu khó vẽ vời được ra, chứ đừng có nhìn nha. Ôi, như hai bài này mình sửa bài 35 với bài 36 rồi cô. Ồ vậy hả? Rồi vậy xong rồi, còn gì đã nói nữa. 35, 36 làm rồi hả? Dạ, bữa trước cũng sửa trên lớp đó cô. Ok rồi, quá tốt rồi. Rồi vậy cô sẽ cho các bạn làm một cái bài tập VG nè. Tối nay có vẻ cô thả còn xong, sáng mai cô thả VG vô cho các bạn làm. Các bạn làm cho cô để cô lấy điểm nha. Thứ hai chúng ta có bài trên lớp. Còn làm bài trên lớp không làm VG đi. Rồi thứ hai bài mới. Rồi ha, vậy hai bài này làm xong rồi. Vậy còn gì đâu, rồi các bạn có gì để hỏi cô nữa không? Không, thật ra thì học kỳ 2 toàn lý thuyết thôi, nên các bạn chịu khó, các bạn chịu khó học nha. Rồi tạm biệt, để chút là cô cho các bạn làm một cái bài quiz. Nếu tối cô làm không kịp thì mai nha. Tạm biệt.